Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết điều phải làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi tin mỗi điều chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Võ Thị Nhiên tại Đồng Nai. Chị bị bệnh ung thư vú phải, bú mạch máu vùng dưới, hàm, gan nhiễm mỡ, sỏi thận. Chúng con nhìn thấy người chị em của chúng con bệnh như thế này. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người chị em này. Để cầu xin Chúa giúp đỡ để người chị em này được mạnh khỏe, trở về quê hương, phụng sự cho chòm xóm láng giềng, cho gia đình và cho tôn giáo của chị là ở chùa. Xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho chị Võ Thị Nhiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời sư thầy ngồi. Làm sao con biết ở đây để con đi chữa bệnh? Con mở mạng con coi hả? Thế ai mở cho con ha, tự con mở. Chị cũng đạo Phật mà chị thấy chồng của Chúa, cái bây giờ chị quyết định là theo hướng để sau này con cái nó lỡ chồng chị có chuyện gì đó, nó được một bề một bên. Chị thấy cái cảnh vậy đó, chị nói thôi như mày đi với tao đi, đi xuống cha Long đi cầu nguyện, đi qua nhà thờ ở Phương Lâm á cha, con cũng đi, đi nó xong về cái định đi xuống cha ở Cà Mau nữa, cái chị nói linh lắm mà đi cầu nguyện với tao, tao ông tôi cũng hết, nó con cũng đi, cái chế hạn đi Cà Mau không, chưa đi, thấy không, con buồn đau quá không nằm. Mở điện thoại tự nhiên thấy cái mạng cha Tường chữa bệnh hay, cái con bấm vô đó luôn, cái con thấy vậy, cái là từ đó bắt đầu mà mò theo cái con để đằng thép con đi lên đây để gặp cha mà trục trặc luôn, thấy con không đó, cái mà bữa nay bữa con nhờ thầy được cái này mất cái tiên lắm không đi được, cái bây giờ con nhờ thầy được cái thầy có trục trặc nữa, cái thầy nói thầy để gọi qua cha để nói lời sư cô á. Mà con là Phật tử. Dạ. Trước đây con có thường đến chùa không? Dạ, con đi chùa, con làm việc thiện lắm, nhưng mà gia đình con nói ngay, con có bà chị gái bị ung thư chết năm ngoái. Năm hai mấy tháng xa, tháng 10 này rồi được 2 năm. Bị ung thư gì con? Dạ, ung thư u năng buồng trứng á. Con thì ung thư vú rồi năm nào? Mới 2017 tháng 3, 2017. Con phát hiện cái này là tháng năm 2015. Làm sao mà con biết con bị ung thư? Dạ, con hay bị cấm cúm là cái hàm này, con rờ cái nó đau. Đau cái con hết rồi, cái mặt con nó đỏ, cái người ta nói con bổ uống bia hả? Nó đâu có đâu, bị cấm cúm nó hết vậy đó. Phải. Cái xong cái chiều, cái qua ngày sau cái con hết rồi, nhưng mà buổi trưa nó nắng. Con nằm xuống vậy, cái con ta để cái tay ngủ vậy. Con đâu biết ngủ trưa, cái con đụng thấy nó đau. Cái con mặt đặt ra mò mấy người mà bán cá ở trước nhà. Nó đẹp đưa con cái hàm này nó có bị người ta sao có phục kỳ quá, cái có mấy người nó chắc nóng quá nó dạy cho mày mang ngấu hết hai ngọc cũng từng hai từng con đi phát thì tùm lum không có cho con đi xuống viện, tao nói đi xuống viện liền nó sợ hạch gì nó chạy tùm lum á, xuống cái là thấy lộ này ra là cũng bụng trên tay rồi, cái con về cái con đi uống thuốc đi tìm họ chỉ đâu đi đó, đi đó cuối cùng cái con với bà chị con là bị ung thư vậy đó, là đến giờ là chết á. Cái con lên chăm nó xong thời gian chăm á là con đủ thứ bệnh đó, cái con chăm chị con trong thời gian chôn xong tôi tháng ba xong tự nhiên cái con tắm cái con kỳ vậy, con thấy nó cộm nhau, nó y như một cái cầu mối mà nó khai cái u lên vậy, cái bất mãn đó rồi thấy tôi đi xuống viện thấy bệnh là bác sĩ phê vậy. Rồi hồ sơ bệnh án lúc cái hàm này con chụp CT đó là hai bên hàm có vẻ lớn nhất trên mi, u qua hóa bên trong hoàn phải là bên hàm hòa hảo á,
con bị choáng con mắt nó hồi sáng rồi. Bây giờ con là... ra này con đi khám luôn. Rồi bây giờ con đã có gia đình chưa? Cha con chưa có gia đình. Tức là đó giờ con độc thân. Dạ. Thì con sống với ai? Con sống chung với anh em trong gia đình. Ai nói người ta có gia đình hết rồi. Giờ con còn mình. Cha hiểu được vậy rồi ha. Bây giờ con cái ca bệnh này là có sư thầy tăng, sư tăng ha. Điện cho thầy coi cha mấy lần á. Sư thầy nói là có hữu sự gì đó, Phật pháp gì để đi cũng được, nhờ sư ni đi. Sư ni ở trung chùa đó. Ở chùa gần đó thôi. Nhưng mà hai chùa, chùa tăng, chùa ni ha. Nhưng mà như vậy là con là Phật tử của ni hay của tăng? Đúng tăng, nhưng mà tăng là nhờ ni đi. Sư ni có đi dẫn người đi chữa bệnh về được mấy lần? Và đó giờ có dẫn ai không? Chị dẫn đi bệnh viện thôi, chứ không có dẫn đi chữa Thái Nam vậy. Thế con lên mạng con xem, con thấy con đã xem nhiều clip chưa? Dạ, con xem nhiều ra. Con có biết chương trình ta chữa bệnh như thế nào không? Dạ, con cũng biết. Thì trước mắt thì cha nói cho ăn cháo trắng. Dạ. Để gì nữa? Con chỉ biết vậy rồi, con để con đi đến mấy thầy á, cha chỉ thêm chứ con chỉ biết ăn cháo trắng thôi. Cha hỏi tiếp con nè. Con có nguyện lòng để con được hết bệnh này không? Con có ham muốn được hết bệnh này không? Muốn hết. Sau khi hết bệnh con sẽ làm gì? Thì đời sống giờ con đã nguyện hết, muốn làm được cái gì cái chuyện thiện của con nên đi làm. Nhưng cái cảnh này bây giờ con biết á, con hay gặp có nhiều người bệnh á, con chỉ ra trước bị con nhờ thầy á hẹn con có trục trặc, ví dụ nói thật cha con đi hết tiền tài chính á, con nhờ mà lấy chưa được á, cái con mới đến giờ. Giờ nó có cái gì con, cái bệnh của con là bệnh chết. Dạ. Giờ con có tiền cũng chết nữa. Dạ. Chứ không phải là con có tiền là con trị được. Dạ. Tại vì cái bệnh này là cái bệnh lớn, bệnh tử. Dạ. Bệnh này được gọi là bệnh tử. Vì thế bây giờ cho dù con có tiền đi chăng nữa con cũng phải tử. Dạ. Nha, nhưng mà ví dụ như con có nhiều tiền thì con có thể cản trở sự chết lâu một chút. Dạ. Còn nếu con hết tiền thì sự chết nó đến lẹ chút. Nha. Rồi khi con đến đây rồi thì cái công nghệ này sẽ cố gắng cứu con nha. Nhưng mà cha nói trước, có nhiều người đến đây trị bệnh thì chỉ mong mỏi được trị bệnh thôi, rồi hết bệnh rồi trở về có một đời sống bình thường. Có nghĩa là trước đây sống sao giờ sống vậy, trước đây sống sao rồi bệnh tử, rồi sau khi chữa lành là trở về sống y như cái đời sống cũ, thì cái bệnh nhân đó không, vẫn không tồn tại. Thay vì hôm nay con ngồi đây thì lần dở con sẽ hết bệnh, rồi con trở về con sống lại cái đời sống y như hồi trước đó con chưa bệnh đó, thì không giá trị nghe con. Cha nhắc trước con ba chuyện, rồi sau đó cha giải thích cái cách chữa bệnh cho con. Chuyện thứ nhất là khi con đã đến đây rồi thì con phải ý thức là con ở nhà con sẽ chết, mà con đến đây để con được cứu chữa. Thì khi con đến đây con được cứu chữa thì con phải đặt niềm tin vào cái phác đồ điều trị. Tức là con phải theo cái phác đồ sát sườn. Tức là con không được bỏ, con không được chởn mãn với phác đồ. Tức là mình không được, thay vì bữa nay tôi ăn cháo mà tôi thèm quá tôi ăn trái chuối, tôi ăn, một muối mít, muối sầu riêng là con chết. Tại vì cái phác đồ này á, chết ở chỗ này nè, chết ở chỗ là khi con vô chừng nửa tháng hoặc một tháng thôi thì cái phác đồ này nó làm cho cái bộ đầu lòng, cái ruột của con nó sập. Thì khi đó con bắt đầu con thèm lên, con ăn lại một miếng nào đó thì bắt đầu nó nghẹt, nó không hoạt động được. Tức là nó không hiểu cái bộ đầu lòng con, nó không hiểu cái thức ăn mới. Do vậy mà khi con nửa đường, con trị bệnh được nửa đường, con thèm con ăn là con sẽ trị không được. Chứ không phải là tin dị đoan chỗ này. Nha. Cái chỗ là do cái cơ thể con nó đã ăn cháo nhiều quá rồi. Bây giờ nó đang làm việc theo cái tư thế là ăn cháo. Thì khi nào con hết bệnh rồi, con mới tập tành ăn lại. Nha. Còn trong quá trình con điều trị, con phải tin tưởng tuyệt đối vào công nghệ này. Thì đó là
cơ sở để cứu lại bệnh tử của con nha. Điểm thứ hai là sau khi con hết bệnh rồi, con sẽ trở thành một con người mới. Một con người giờ đây mình đừng tưởng rằng là mình phải buôn bán đổi chát, hay là mình phải giành giật ngày đêm để có được của cải vật chất thế gian. Thay vì con đã chết rồi thì giờ con được sống lại là sống mót thôi, con sống thêm. Thì trong cái giai đoạn sống thêm này, con phải sống có ích cho xã hội, có ích cho bản thân và có ích cho Phật pháp nha. Có ích có nghĩa là gì? Có nghĩa là con dấn thân vào xã hội để phục vụ xã hội, con dấn thân vào bản thân hy sinh hãm mình, rồi con dấn thân vào Phật pháp để con rao truyền Phật pháp của con cho nó tốt lành nha. Chuyện thứ ba nữa là con phải kính trọng các sư tăng ni, vì ngày hôm qua không biết con có giúp được các ngài tăng ni điều gì không, nhưng mà ngày hôm nay con bệnh tật rồi thì các tăng ni người ta đến người ta hỗ trợ con liền. Bây giờ rõ ràng là sư thầy đã đến đây là 3 giờ đêm, sáng giờ sư thầy có ngủ được gì không? Đó, phải lặn lội đường xá xa xôi, rồi thay vì người ta tu hành thì người ta phải có cái giờ này giờ nọ giờ kia, nhưng mà vì cái mạng sống của con, người ta phải dừng lại cái sinh hoạt hàng ngày để người ta dẫn con đến đây để trị bệnh. Do vậy mà sau khi con hết bệnh rồi, con phải nhớ cái công ơn này nha. Ở trong Phật pháp có cái câu là đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, đó là gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòn lộn không phủ kính công cha. Tại sao cha đọc cái câu thơ đó ra? Mây trời lòng lộng không phủ kính công cha, đi khắp thế gian không ai bằng mẹ. Cuộc đời của con không có chồng, không có con, thì chỉ có cha và mẹ thôi. Mà năm nay là con 50 mấy tuổi, gần 60 rồi, thì chắc chắn cha mẹ con sẽ phải khuất bóng sớm, phải khuất bóng thôi. Lúc này còn lại một mình con thôi. Thì cha khuyên con rằng là hiện tại bây giờ anh em của con thì mỗi người một ngã một nơi, thì chỉ còn Phật pháp là nơi để con nương tựa, phải vậy không nè? Thì đại diện cho Phật pháp đó là tăng ni, ít nhất là sư trụ trì chùa là sư tăng đó, sư thầy đó, sư nam đó, là nhắn tin cho cha mấy lần và gọi điện thoại cho cha mấy lần. Sư thầy nói rằng là sư thầy sẽ dẫn con xuống đây trị bệnh. Thì cha cũng thống nhất là cha đợi sư thầy xuống. Thì sau đó ngày hôm sau hay là ngày hôm sau nữa, sư thầy lại nhắn tin cho cha mà điện không được, nhắn tin tiếp tục. Sư thầy bảo bây giờ con bận Phật pháp quá rồi, bây giờ con sẽ nhờ sư ni dẫn Phật tử của con đi dùng. Ý cha muốn nói với con rằng mây trời lộng lộng không phủ kính công cha, có nghĩa là cái công việc của sư thầy nó nhiều, thật là nhiều, nhưng nó không làm cho cái tình thương của sư thầy đó dừng lại, không dẫn con đi chữa bệnh, không phủ kính không được. Công việc nó nhiều, thật là nhiều. Theo lý mà nói là công việc này là không cho ổng dẫn con đi chữa bệnh. Nhưng mà không phủ kính công cha ở chỗ là bây giờ mày công việc nhiều quá phải không? Tao sẽ nhờ sư ni dẫn đi. Gọi là mây trời lộng lộng không phủ kính công cha. Có nghĩa là cha có công chuyện nhiều lắm, nhưng mà công chuyện cỡ nào cũng không làm cho cha bị dừng lại. Cho nên để công chuyện nhiều thì thầy sẽ nhờ sư ni dẫn đi. Do vậy mà hiện tại bây giờ đối với con thì chỉ còn chùa, Phật pháp, tăng ni, đó chính là nơi mà con nương tựa để con sống những năm tháng cuối cùng sau khi con hết bệnh. Con hiểu không? Con hiểu những lời cha nói nãy giờ không? Thì con phải cố gắng nha. Rồi
Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ là phải rồi. Bà Sư Ni này sáng giờ từ chiều qua tới nay mới ngồi trên xe không? Thế rõ ràng là vì thương con thì có cực cỡ nào, có đi khắp thế gian này cũng dẫn con đi. Thí dụ như giờ cha ở ngoài Hà Nội thì bà Sư Ni này vẫn phải dẫn con đi Hà Nội thôi. Rồi đi khắp cái ải Nam Quang đến đất mũi Cà Mau. Cha ở đây là cũng là cuối vùng đất nước rồi. Cha ở đây là trên bản đồ hình chữ S thì cha ở đây là cuối đất nước. Đây tới Cà Mau còn có mấy cây số nữa là tới rồi. Yeah. Rõ ràng là đi khắp nước Việt Nam rồi đó con. Vậy cha khuyên con ba điều nãy giờ đó nha. Con phải sống cho Phật Pháp sau khi con hết bệnh. Và con phải coi chùa, lời Phật, rồi mái chùa, rồi sư ni, sư tăng. Đó là cha mẹ và là nơi để con nương ẩn trong những năm tháng con được hết bệnh. Và con phải coi cái bản thân con là phải hy sinh thảm mình nhiều hơn. Rồi con phải coi những người xung quanh của con, những người trong xã hội nghèo, khổ, bệnh tật, con phải ráng cố gắng giúp họ. Rồi trong quá trình trị bệnh thì con phải tin tưởng vào pháp đồ, thì lúc đó con sẽ được dễ dàng được phục hồi. Đó là những lời cha khuyên con. Rồi lát nữa cha chỉ cho con cái cách chữa bệnh xong thì sư ni có thể khuyên con vài câu, phải không nè? Bây giờ vậy ha, cha khuyên con là như vậy thôi nha. Bây giờ cha nói về cái bệnh của con. Để nói làm sao để cho con hiểu cái bệnh này, cái con trị lẹ dữ lắm. Còn nếu con không hiểu á, con trị chậm lắm. Con ở Đồng Nai con làm nghề gì? Dạ, con về. Công nhân là xí nghiệp, làm xí nghiệp. Dạ, đi đường qua nhà. Cha đi Đà Lạt đi ngang, nhà mới đường qua nhà. Sư Ni, sư giờ có đi làm ruộng không? Cấy lúa. Sư Ni quê ở đâu? Ồ, quê Bến Tre này, kéo bên đây. Hồi đó giờ sư có đi bắt con cua không? Có. Thời chưa đi tu thì mình còn ăn động vật đúng không? Mình vẫn đi bắt cua. Vậy thì cha giải thích con cua ha. Giải thích con cua. Giờ cha giải thích con cua, thí dụ như đây là đây là cái hang của con cua. Sư thấy mình ở ngoài xa mình đi vô mình thấy là nó đúng này lên rồi, mình thấy là mình thấy tình hình cua nó đang ở trong này phải không? Bắt đầu sư cầm cái xem cái cuốc cái xuống gì đó, sư dòm thấy cái hang cua, đây là hang cua đúng không? Thì sư khi sư thấy cái hang cua mà sư thấy cái ở ngoài miệng hang nó mà như vậy, nó láng như vậy là thế nào mẹ ở trong này không nè? Chắc chắn mẹ ở trong này với mày không thể ở đâu được hết đó. Còn nếu mà mày không ở trong này, vì con cua nó hay lắm, khi mà nó vô trong này là này nó láng, nó mình nhìn cái hang mình biết con cua nó vừa vô hang. Sư có kinh nghiệm này phải không? Hay quá. Bởi vậy nọ đây là hang cua, con cua nó đang bò vô trong này, nó có mấy chân nó đang bò ở trong hang. Nó giờ đây là con cua nó ở trong hang nha. Bây giờ sư lấy cái cuốc sư đào bắt ra, mà mình đào vô khoảng chừng 1 mét rồi là nó không có con cua. Sư làm sao? Nó hết cái hang luôn. Mình đào mình cứ moi hoài, mình tầm nó theo tầm theo tầm, đào tới 1 mét rồi không thấy con cua đâu. Sư làm sao? Bỏ đi. Thấy vậy không? Sư cứ kể lại đó là tuổi thơ mà, phải không nè? Tuổi thơ mình đâu có gì đâu, chuyện qua rồi, quá khứ. Quá khứ. Để cha nói nè, quá khứ qua rồi không sao thay đổi được. Tương lai chưa tới, đừng có ngồi đó nhìn. Hãy sống giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại là bận áo cà sa ăn chay. Hả nè, tương lai chưa tới đừng ngồi đó ngóng. Còn quá khứ bắt cua qua rồi thì vẫn là tốt thôi. Phải vậy không nè? Vậy cái thời đó mà sư bắt con cua mà sư đào tới ha, cuối cái hang đó mà không có con cua, sư làm sao? Hả? Lấy cái mi. Nghĩ nó trốn đâu đó. Nó sẽ trốn ở đâu đó. Nếu mà mình tìm hết cái chỗ trốn của nó không có nữa là mình bỏ đi. Mà hồi đó giờ sư có làm gì vậy không? Có chứ. Mà có khi tìm có nó không? À,
Đó khi mình đào, mình đi tìm thì nó vòng vòng đâu trong cái hang lớn này nè, hoặc là nó đã đi ra ngoài rồi, nhưng mà mình phát giác ra là cái dấu vết nó mới vừa vô thì nó không thể ra được. Như vậy thì hoặc là nó sống ở, nó đào cái hang nhỏ bên đây, nó núp bên đây, hoặc là nó núp ở bên đây, đúng vậy không, hoặc là nó núp ở bên đây đó. Bây giờ mình không biết nó núp ở chỗ nào. Ví dụ như mình tầm tới cuối cùng cái hang này rồi, phải không nào? Mình tầm tới cái hang này rồi mà cuối cùng không có nó thì một là mình dòm thấy coi nó có cái nó mở cái đường nhỏ đi quanh đây không? Phải vậy không nè? Nếu mà mình mở đường nhỏ nó qua đây mình không thấy nữa thì mình rình nó còn cái đường nhỏ nó qua đây. Phải không nè? Mà nếu qua đây không thấy nữa thì mở đường nhỏ mày cũng phải dính. Mày cũng sẽ nằm đây chứ không chạy đâu. Vậy thì lúc này cái hang này nó mình đào banh chưa? Mình đào không có nó là banh cái hang này chứ. Banh rồi. Bắt đầu nó không nằm trong này nữa, nó chạy qua đây. Hoặc là nó chạy qua đây. Hoặc là nó chạy qua đây. Thế nào cũng sẽ dính được một con cua này. Còn nếu không có nữa là thôi mình bỏ mình đi. Nhưng mà hãy thấy cái mà, thấy cái dấu vết này nó vô rồi buộc phải có nó. 99% là dính không chạy được. Thấy không nè? Rồi, rồi bây giờ. Nó khôn lắm ha. À trời. Hả? Dạ, nó nhủi bùn nữa. Nó nhủi bùn nữa. Vậy bây giờ cho áp dụng vào cái bệnh này liền ha. Bây giờ cái bệnh của chị này là bệnh ung thư vú. Hả nè. Dạ. Bây giờ bà đang là bị ung thư vú. Đó. Cái hang lớn này là ung thư vú. Bây giờ sau khi mình đi đến bệnh viện rồi, bệnh viện đã nói là chị đã bị ung thư vú ác tính. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó chạy hạch. Thì nó chạy qua vào cái hạch này, đúng không? Chạy qua cái hạch này, đúng không? Giờ có hạch không? Chị có nổi một hạch không? Giờ hai bên hàm con có đó. Là hạch, nó chạy hạch qua bên đây, đúng không nè? Rồi, nó chạy qua cái hạch bên đây là gan nhiễm mỡ, đúng không? Gan nhiễm mỡ. Còn chạy này hạch cổ, phải hạch cổ không? À, gọi là hạch hàm đó ha. Hạch nó mọc ở chỗ cái hàm rồi nó chạy qua đây là sỏi thận, tức là ngay cái ung thư vú này bắt đầu nó xì hang hết. Giống như mình đào con cua vô mình không thấy là nhất định mày qua hang này, hoặc là mày qua hang này, hoặc mày qua hang này, tao sẽ lôi đầu mày ra. Còn nếu mà tao vô hết những cái ngõ ngách này không có mày nữa thì tao lắp hang lại tao đi, là coi như không có con cua. Vậy thì giờ cái Phật tử mà sư cô dắt về đó là đang là ung thư vú này, mà bác sĩ là vừa chẩn đoán là mày sinh thiết mày là ung thư vú, là giống như là mình vừa thấy con cua nó vô là giờ mình cầm cái sơ đồ là ung thư vú đó, đang là sinh thiết là ung thư vú, là con cua vừa vô, vậy là mày ung thư vú chứ trời đâu, chắc chắn mày ung thư vú. Bây giờ tao biết mày ung thư vú rồi, nhưng mà giờ mày đang chạy hạch, đúng không, chạy hạch qua cái hàm. Rồi nó chạy qua cái gan nhiễm mỡ, rồi nó chạy xuống sỏi thận, có phải là chạy bao nhiêu hạch, còn nhiều hạch nữa, không biết nó chạy có chạy kịp hay không. Nếu như mà ở nhà con không uống thuốc thì nó sẽ sao mà sẽ mọc ra nhiều cái hạch nữa, giống y như bạch tuộc, không nè, giống y như cái dồi bạch tuộc, đây là những dồi bạch tuộc, nó làm con chết. Vậy thì bây giờ khi con trở về đây, thì bây giờ các thầy lương y ở đây, người ta dùng cái công nghệ nano này, đó. Công nghệ nano này bắt đầu là người ta sẽ đưa thuốc vào cái ung thư này đó, đưa thuốc vào đây để khống chế cái ung thư này đứng lại, sau đó các thầy người ta mới đắp những cái hạch này, thầy Năm đồng ý không, giết những cái hạch này, rồi giết những cái hạch này mỗi ngày, rồi giết những cái hạch này. Cuối cùng khi những cái hạt này nó bị tê liệt hết rồi thì nó còn lại cái hang cùng. Thấy nè. Khi giống như mình không cần bắt con cua ngay hang lớn, bắt ngay hang nhỏ thôi. Ví dụ như giờ tao thấy mày vô đây nhưng mà tao đào này cực lắm, tao biết mày qua hang ngách này, tao đào ngay hang ngách này có là tao nắm mày ra luôn. Còn không có là mày qua đây tao đào này. Đào này đào nhẹ lắm. Không có thôi, đào này không có, cuối cùng mày nằm đây. Cuối cùng bây giờ các thầy cái con thư vú con về đây nè. Bắt đầu các thầy người ta sẽ chặn ách hết, đúng không?
chặn hết mấy cái ếch này cho con. Đó, chặn hết mấy ếch này cho con. Tới khi chặn xong hết mấy ếch này thì con còn cái ung thư vú nè. Thì cái ung thư vú này giờ đây á, là đưa cái công nghệ nano này vào đây để xúc rửa, xúc cái dòng máu con từ từ nó sạch cái mà nó hết. Dễ trị không? Y như bắt con cua thôi. Y trang như bắt con cua vậy chứ không có gì hết. Mà không biết bắt không được. Vậy thì để bắt được cái con cua này thì phải dùng giá, dùng cuốc, dùng xuống. Bây giờ để giết được cái con vi trùng này thì phải dùng công nghệ nano. Công nghệ này là công nghệ nó bằng nước. Khi đưa nước vào cơ thể con thì giờ đây cái dòng máu con nó bị lọc. Nó lọc mỗi ngày. Nó lọc ngày lọc chút, ngày lọc chút, lọc chút, lọc chút, riết cái dòng máu con nó sạch chứ nó không có mọc nhánh nữa. Thấy nè. Nó không có đi những nhánh nữa. Cuối cùng cái dòng máu con nó sạch chứ nó gom lại chỗ này. Chỗ này là chỗ ung thư, nhưng mà khi nó gom lại nó thành viêm. Thì nếu viêm nó sưng lên vài bữa thì nó xẹp xuống rồi bắt đầu nó lành, rồi gọi là lành, lành tính. Dễ chữa không con? Chưa, thầy thấy dễ không? Thấy bị ung thư gặp cha của mình. Mở mạng ấy, thấy sự sống còn lại với con, giúp giúp con đi. Con thấy cha tự nhiên, con yêu đời chú. À, bác rất dễ. Thế thì bây giờ nếu mà bác sĩ họ, con đi bác sĩ con trị á, thì bác sĩ thứ nhất là vô hóa chất để khống chế cái vú này lại. Nhưng mà khi bác sĩ khống chế lại thì nó đã chạy hạch rồi, đúng không nè? Nó đã chạy hạch qua đây, giờ chỗ này nó nằm đây, nhưng mà nó phá con nghe hạch này nè, nó phá con hạch này, phá con hạch này nè, đúng không? Vậy thì làm sao để trong thời gian con ở đây thì các thầy người ta sẽ khống chế những cái hạch này lại hết, rồi cái công nghệ này lọc máu con, thì khi máu con nó sạch thì nó không xì ra những hạch nữa. Nó chạy hạch là do cái dòng máu con nó di chuyển đi. Nó di chuyển tới đâu là chỗ đó, mà giống như mây vậy đó con. Nó bay tới đây, ví dụ như một cục mây nó bay tới đây thì nó nằm đó. Nhưng mà nó bay thêm đám mây nữa, cái nó đập, sậm lần lần. Rồi nó bay thêm cái nó sậm, bay thêm cái nó mây đen, mà đen quá thì sao? Mưa, đúng không nè? Vậy thôi, nó nặng quá nó rớt nước xuống. Thì như vậy, dòng máu con giờ nó đang nằm ngay chỗ này, mà nó ít thôi. Rồi ngày mai con ăn động vật vô nó nằm miếng nữa. Thì ngày mốt nó nằm miếng nữa, bữa kia nó nằm miếng nữa thì nó nổi cục hạch lên đây. Rồi con cứ đổ vô tiếp thì nó hạch này nó quậy. Chẳng những cái trung tâm của ung thư này nó quậy mà nó xì ra những hạch, xì ra hạch. Rồi nó xì đủ thứ, xì vô trong cái hồn. Hay vậy không? Xì riết cái vô trong cái hồn nằm luôn rồi gọn khô vậy thôi. Thế thì bây giờ khi con đến Tây Y thì người ta sẽ khống chế cái này lại. Nhưng mà người ta không làm sao khống chế những cái hạch này được. Người ta cắt bao tử rồi nhưng mà người ta nó không có bảo đảm là không còn di căn. Đúng không? Người ta quá trị, xạ trị rồi người ta cắt cái bao tử rồi nhưng mà hỏi còn di căn không, bác sĩ nó không biết ạ. Không chắc. Còn ở đây người ta khống chế xong rồi người ta bảo đảm con không di căn nữa, bị máu con là máu sạch. Cái di căn là do cái dòng máu nó chảy. Đúng không nè? Giống như mưa là do cái mây nó bay về. Nó bay riết, nó bay ngại chút thì nó nặng hạt quá, nó rớt xuống gọi là mưa. Thì máu nó đi di chuyển khắp châu thân thôi. Máu của con là máu động vật. Nó di chuyển khắp nơi trong ung thư này, nó là con vi trùng, nó chạy tùm lum hết. Thể chỗ này một con thì không sao, hai con thì chưa sao, ba con không sao. Mà nguyên ổ vi trùng này thì nhất định là hạt đấy, có gì đâu. Hả nè, về cái cách trị này con thấy có sự sống liền không? Con nghe cha nói chứ con thấy con hy vọng liền không? Mình nói sao mà cũng cầu mong á, nếu bị tu kiểu gì mà để cho có tiên thánh thần này xuống để có thầy thuốc chữa cho cái gian bị... thì có rồi nè con, có là công nghệ nè, công nghệ nè, cái công nghệ này sẽ thay máu con, cắt hết tất cả những cái hạch này, rồi các thầy sẽ khống chế các hạch này cho nó chết tại chỗ. Rồi khi công nghệ nano này đưa vào cơ thể con thì giờ đây những cái hạch này nó không còn sức sống nữa, thì nó chỉ còn gom lại chỗ này. Mà nó gom lại chỗ này thời gian gọi là viêm.
viêm nó sưng lên mình cho uống thuốc thời gian nữa thì nó hết cái sưng thì nó lành, thì cái lành xong gọi là lành, lành tính. Vậy thôi, bệnh con trị vậy đó, con chịu không? Không chịu cũng trị chứ giờ con còn chỗ nào trị nữa đâu. Rồi, rõ ràng, chỉ cần bắt được con cua, chỉ cần lấy con cua ra là trị được cái bệnh ung thư vú con liền. Giờ đây, đây là cái hang cua lớn nè, phải nè, đây là con cua nó đang chui vô là cái ổ vi trùng đây nè. Bắt đầu nó bò lên hàm con nè, nó bò xuống bụng, bò xuống hông, nó bò ngõ ngách tùm lum hết. Bây giờ điều đầu tiên là mình chặn hết những cái hang ách của nó, xong xuôi mình đưa thuốc vô để mà thay máu thì nó không giúp cho những cái hang ách đó nữa, nó không làm cho hang ách đó phát triển. Xong xuôi rồi bắt đầu là mình lọc máu từ 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 từ, cuối cùng những cái hang ách này nó chết hết thì còn cái hang lớn. Hang lớn mình đã mình bắt những con cua nó nằm đây hết rồi thì hang lớn này đâu còn chứa cua, nó này cua nó bò ra đây hết rồi, nó không còn ở trong ổ này nữa. Nó bò ra những cái hang ách này hết thì mình bắt hết những con cua này xong, thứ nhất là mình bó thuốc lại cho nó xẹp cái khối u này, cho nó xẹp cái hạch này, xong xuôi rồi mình đưa thuốc vào thì cái vi trùng này nó bị chết, nó chết nó không có làm cho khối u này phát triển nữa, nó không làm cho hạch này phát triển nữa, thì cuối cùng nó còn tồn lại ngay cái vú con này, nó sưng thì từ từ nó xẹp, từ từ nó lành tính rồi, nó trở thành một mục ghẻ. Ban đầu thì nó lớn rồi nó thành một cái khối u lớn, rồi nó dôm lại từ từ thành một nhọt. Một nhọt gom lại từ từ thành một ghẻ gom lại từ từ thành cái thẹo gom lại từ từ thành cái vú tròn. Được chưa? Nào vậy thôi. Ha. Vậy đó. Có nhiều đó thôi con, không còn nhiều nữa. Ha. Sao? Mấy thầy có ý kiến gì không? Bắt cua, trị ung thư là bắt cua. Bắt được con cua hết. Rồi vậy nha, bệnh của con là sẽ trị vậy. Nhưng nãy cha nhắc con ba điều rồi, con phải nhớ đó nha. Thứ nhất là con phải tin vào phác đồ nha. Con không hiểu chỗ nào con sẽ hỏi bệnh nhân hay hỏi các thầy mỗi sáng nha. Rồi con phải tin vào cái niềm tin của con là Phật sẽ gia hộ cho con, sẽ phù hộ cho con. Rồi con phải có một cái quyết tâm trong quá trình điều trị con không được sai phác đồ. Rồi con phải có một cái quyết tâm sau khi con sống lại con gì con sống cho Phật pháp nha. Rồi vậy đó, cha nhắc nhở con nhiêu đó thôi nha. Dạ. Sư thầy có ý kiến gì không? Sư thầy bắt cua. Thì lần đầu tiên cô đến đây thấy là sáng nghe các vị ở đây nói là cho bệnh nhân ăn cháo thì cô không biết chữa như thế nào, nhưng mà thấy là cái phương pháp mà chữa bệnh cho ăn cháo là cô thấy nó rất là hay. Bởi vì ăn cháo mình không ăn các thứ gì khác nữa, nó không có hấp thu những cái chất độc vào trong người mình. Cháo nó là một cái phương pháp để mình thanh lọc cơ thể. Để cơ thể mình nó thanh lọc sạch hết rồi thì tất cả những cái vi trùng, những cái con vi trùng trong người mình nó làm mình bệnh đó, thì nó cũng thanh lọc dần dần đi, mình chữa rất là dễ. Tôi thấy cái phương pháp này tôi nghĩ rất là hay. Nhưng mà cô thấy là cô Nhi nay thì đến đây chữa bệnh thì tất cả mọi thì cha ở đây chỉ dạy như thế nào, các thầy đã chỉ dạy như thế nào, mình cố gắng mình vâng lời mình nghe, mình làm theo cho đúng. Rồi cái gì không biết thì mình hệ hỏi. Ăn cháo thì nghĩ là có thể là chắc mình cũng thèm nhiều thứ đó. Tại vì nào giờ mình không ăn cháo, mình ăn thì cũng một lần, hai lần thôi. Còn cái này là ăn suốt trong quá trình mình chữa bệnh. Thì mình phải cố gắng, mình duy trì đó. Bệnh hết hay không, mau hay chậm là do nơi ở nơi mình nữa đó. Thuốc thì các thầy, cha đây thì cố gắng chữa cho mình rồi. Nhưng mà cái thực hành của mình như thế nào nữa, phải có cái sự quyết tâm của mình. Nhưng cô phải cố gắng đó. Cũng cầu mong cho cô sớm sớm mau lành bệnh để trở về. Thì thấy cái phương pháp của cha ở đây và các thầy ở đây chữa thì cũng thấy rất là hay đó. Bởi vì mình ăn cháo thì mới giống như hàng ngày mình ăn các thứ tạp vật, ăn các cá thịt, ăn các rau. Rau bây giờ nói chung thì người ta trồng muốn được có lợi nhuận cao thì người ta cũng phải thuốc phân trong đó. Mỗi ngày mình đã trong người mình đã có những cái chất độc rồi, mình mỗi ngày mình cứ
cứ thu nhập và hấp thu thêm những cái chất độc mình đưa bên chất độc bên ngoài vào nữa thì cái bệnh của mình nó càng tăng trưởng rất là nhanh. Nên cái ăn cháo đó là không có phải ăn một cái thứ gì trong người mình nữa, đó là hàng ngày mình thanh lọc. Đây giống như cũng biết là bên giống như Osawa các vị người ta cũng hay nhịn ăn và ăn cháo trắng với muối là để thanh lọc cơ thể. Dạ, cảm ơn sư thầy. Sư thầy là người Bến Tre kế mình, kế mình Trà Vinh. Trà Vinh Bến Tre là gần như răng với mâu vậy. Thôi thì nãy giờ cha cũng nói 3 điều 4 chuyện rồi, sư cô cũng nói 4 điều 5 chuyện rồi với con rồi ha. Giờ cuối cùng là cái người quyết định hết bệnh là con, chứ không phải là cha hay sư thầy hay là các lương y ở đây. Giờ cha, sư thầy, các lương y là ký tên vào trong này để là chứng minh chữa bệnh cho con nha. Sư thầy cũng sẽ giữ lại một miếng giấy để đem về cho sư thầy trưởng nha, cho sư sư tăng á, cho người bệnh nhân ký trước. Cha ký lại một miếng để sư thầy đưa về gửi cho sư thầy trụ trì, sư tăng, sư ni. Trước khi con ký tên, cha nói con nghe nè. Cha nói con nghe để con hiểu. Có người nuôi con phải không? Dạ. Người nuôi không được bỏ cuộc nha con. Không được bỏ về một hai bữa. Bỏ về một hai bữa là cha không nhận bệnh, cha đuổi bệnh nha. Con ăn sai cha cũng đuổi nữa nha. Trong quá trình con điều trị con không được thèm ăn. Ăn lén cha biết được, cha đuổi đáng chịu. Cha đuổi nhiều lắm rồi, chắc con cũng biết là trên mạng cha nói cha đuổi ôm sòm. Cha đuổi mà cha la làng trên mạng chứ không phải la làng dưới đất. Nha. Điểm thứ hai nè con. Hả? Người khác xuống đổi nhưng mà người khác phải tới đâu đó đàng hoàng, người nhà mới đi về. Nha. Thứ hai nữa là con khám bệnh là con được chữa bệnh không tốn tiền. Nha, con được chữa bệnh không tốn tiền. Điểm thứ hai là hôm nay con còn được một cái khuyến khích cuối cùng là cha cho con một bịch gạo 10 kg. Tại vì vừa ngày hôm qua là ngày cha phát gạo 6 tấn cho bà con khắp nơi. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng con là được một bịch gạo, được gọi là bịch gạo chữa lành đó con. Còn ngày mai nghỉ cho, ngày mai nghỉ cho. Hên cho con là dữ lắm đó nha. Là trong lòng cha quyết định tới ngày hôm nay là chấm hết. Rồi khi con vô chữa bệnh thì không tốn tiền, nhưng con phải đóng tiền nhà trọ nha. Tiếp theo đây là con khi trong quá trình khám chữa bệnh mà nếu có xảy ra chết chóc, con không được thưa thầy, thưa cha, thưa sư cô, thưa ai cả, con phải chấp nhận. Là bởi vì là ở đây chữa bệnh cho con mà lỡ con trúng gió con chết, con thưa mọi người là không được. Con có đồng ý vậy không? Nỗi mình chết bắt rất kỳ tử, mình thưa người ta cái kỳ dữ lắm không nè. Còn cha nói tiếp cho con nghe. Nói theo khoa học á, thì đây là thức ăn nano. Đó là cây cỏ mang hạt giống, là rau củ quả, là thức ăn nano, là nước. Cho nên đây là thức ăn hiền. Còn ăn động vật là thức ăn dữ. Ủa, tại sao gọi là thức ăn dữ? Ở bên đạo Phật gọi là ăn trai ăn mạng. Ăn con vật là ăn mạng sống. Ăn trai là ăn rau củ quả. Còn ở bên Cao Đài gọi là ăn thanh ăn trượt. Còn là khoa học thì nano và không nano. Rồi giờ sao có chuyện hiền dữ đây? Dữ là gì? Dữ là bởi vì cái con động vật nó biết lành biết dữ. Cho nên mình ăn động vật là mình ăn cái thức ăn dữ, chứ không phải ăn thức ăn lành. Còn ăn rau củ quả là thức ăn lành. Còn ví dụ như giờ con nhặt, đó giờ con có nuôi heo không? Sư cô có nuôi heo không? Hồi xưa có nuôi. Sư cô cầm cái thao cơm lại nó mừng không? Cầm cái dao với cái búa với cái thọc quyết đó là cầm lại nó thấy nó chạy không? Đó là con heo nó biết lành biết dữ không? Nó biết mình đánh nó, nó biết mình chuẩn bị đánh nó, và nó biết mình chuẩn bị cho nó ăn. Khi mình nó thấy mình chuẩn bị cho nó ăn, nó mừng hay nó buồn? Mà nó thấy mình chuẩn bị đâm cổ nó là nó mừng hay nó buồn? Nó buồn nó bỏ chạy phải không nè. Vậy là nó con động vật biết lành biết
biết giữ cho vậy đó. Vậy mà khi mình ăn thịt động vật là mình ăn cái con biết ăn cái thức ăn giữ chứ không phải thức ăn lành nha. Vậy thì ở đây con ăn cái thức ăn này, ký đi xem các thầy ký đi. Ở đây con ăn cái thức ăn này là thức ăn lành, không chết được. Nhưng con không chết vì thức ăn này, nhưng mà biết đâu cái phần số, cái nghiệp của con nó tới. Rủi nhiều khi ngủ đêm tới sáng con không ăn gì con vẫn chết như thường. Lúc đó con thương mọi người ở đây, tao ở tù cả đám. Thẳng nè, vậy con phải ký tên vô trong này, lỡ mà con có chết con không được thưa kịp. Con hiểu không? Sư thầy hiểu ha. Chứ nhiều khi con thưa cha thì em nói về con xưa sư thầy, bả mới đi tu mà bắt bả đi ở tù. Tu là tù rồi còn nữa mà bắt ở tù con. Tu á. Cha nói nè, quan trọng. Tu. Đó. Tu là nó khác. Nó khác cái chữ tù. Nó khác chữ tù có dấu quyền hả con? Tức là tu nó khác chữ tù có dấu quyền không? Vậy thì con đi tu cũng như đi tù vậy, khác bên nhau. Hiểu nè. Nó chỉ khác có cái dấu thôi à. Vậy thì con đi tu rồi thì con cũng phải ở trong bốn bức tường. Rồi con ở tù con cũng trong bốn bức. Mà bả đi tu rồi giờ con bắt bả đi tù nữa kỳ dữ lắm. Hiểu nè. Con thưa bả đi ở tù nữa kỳ dữ lắm. Đó, vậy thì thôi không được thưa kiện ai nha. Rồi con ký tên vô đi. À, nhưng con chết rồi hết rồi. Đâu ngã thiếu gì kẻ cầm dao con. Người làm chứng ký vô làm chứng 1, sư thầy làm chứng 2 nha. Ăn theo đạo Phật gọi là ăn chay trường, nhưng mà cha ở bên đạo Công giáo gọi là ăn cây cỏ mang hạt giống thì nó cũng là chay trường thôi. Nhưng mà chay trường thì sẽ có ngày bị phá chay. Còn ăn cây cỏ chay giống như bò ăn rơm vậy con, không có ăn gì khác ngoài rơm như vậy đó. Ghi pháp danh của thầy, ghi pháp danh của thầy. Rồi, thêm miếng này nữa, đặng lát nữa thầy giữ lại miếng nha. Lát nữa thầy giữ lại miếng thầy đem về nhà ha. Đem về nhà thầy trình cho sư thầy lớn á. Rồi, giờ là con đã hộ pháp rồi nha. Này là cha chữa bệnh miễn phí không tốn tiền. Được khuyến khích 10kg gạo ngày hôm nay. Ngày mai không được. Hết, nó phải có thời hạn đó chứ con. Không lẽ cho quanh năm. Cái này là mọi người đã ký cho con xong rồi nha. Cha ký rồi. Rồi, mọi người đã ký cho con xong hết rồi. Thì giờ lát nữa sư thầy
giữ lại tờ này, sư thầy mang cái tờ này, sư thầy ký vô đây là ký cho cha coi, còn cha ký lại đây là sư thầy đem về cho sư tăng coi, là để sư tăng nói là sư không có đi đâu lộn xộn ha, để cho ông biết mình không có đi đâu nha, mình biết ông biết mình đi tới điểm này, điểm hội chữ thập đỏ. Rồi bây giờ cha giao lại bệnh nhân lại cho quý thầy nha, quý thầy lương y sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân. Giờ sư thầy đi theo bệnh nhân với mấy thầy vào phòng khám một lần cho biết, đưa con mình tới nơi, rồi sau đó mình đi về bình an nha. Đợi lát nữa con giao lại cho sư thầy một tờ. Rồi thôi mình đứng lên đọc kinh nha. Cha và con sáng dâng đức Chúa Cha, đức Chúa Con, như đã có trước trong cùng và bây giờ và con chúng con kệ vì danh Chúa nhân từ trên mọi hầu chúng bị sang lai như vậy vô cùng những danh Cha và Con. Cảm ơn sư thầy, cảm ơn mọi người nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả trí khôn cùng yêu anh.